bài bông bông tiêu kho nè cô anh á không thôi tại anh chị trên đấy mấy 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 chứ em mấy chứ cô quá bà chị này bà đám mây này đẹp không? Đi lấy cơm. Chùa Tà Bà đẹp quá trời luôn.
phim chụp hình mà gặp cái nắng này là khoái rồi. Thời chị này có đi mỗi ngày có gánh rau nè. Trời chồng mà tự chồng hả? Dạ. Cái này chỉ tự chồng. Rau dền, rau cải vẹt xanh, rau cải nhúng, mát. Làm ăn đó. Nó không phải tiền đâu, vừa anh khai. Mình mình đang bán. Ôi, nè. Cái mưa xanh luôn vậy kia. Bên đây kìa, đứng đập xe thiếu đột chở nó. Mai bùng kia kho. Nè. Cô quên nữa. Dạ. Em thôi tại chị chân. Nè, mấy. Mấy cho em, mấy cho em, cô mất. Bà chị này phải gánh mỗi ngày, phải bán trên đường này nè. Phải gánh vậy đó. Mà... Đây nữa, áp đi. Mà mấy cái lúa man mà. Mà lúa ó man mà. Mày rồi, bị mà chơ. Nó của sầm bà ấy chứ. Chà, cái thờ. Con tên, cái tên nó nằm kia ta chơi. Vô trong tích nè. Đi đâu vậy, dạo này sao biến đâu mất tiêu vậy. Tưởng đâu Covid rủ Covid đi chơi chứ. Đó không, có đi chơi với Covid không? Dạo này không thấy nữa. Số mấy? Mấy ghế là bốn. Gánh cải bà bán á, một ngày hết một gánh đó thì bà được cỡ 200-300 ngàn. Hôm trước gặp bà rồi tính cho cô bà thì hỏi bà ăn cơm không cho ăn hộp, bà không dám lấy tại vì bà tưởng đâu là mình bán á. Thì bữa nay thì bà biết rồi, thành thử ra cho bà ăn hộp bà mới lấy. Thì mua mớ cải của bà nữa, mua cải cải nhúng không biết bao nhiêu cân cải đó, không biết bao nhiêu mà một mình có 15 ngàn. Cải này vợ chồng bỏ chồng ở dưới này nè, trúng ở dưới chân ở dưới. Tôi có đi có lần đi tới ngay chỗ bả chồng rồi. Rồi nha, bả chồng quanh năm suốt tháng luôn. Đi lúc nào tới đó cũng thấy nguyên cái vườn cải của bả, cho bả chồng đủ thứ hết á. Nhiều khi có đậu bắp nữa. Chích tới mưa rồi nè. Này chỗ chích tiêm chủng. Tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 á. Mà ba mấy hôm nay là báo đài ngôi tin tức ở đâu là có mấy người ta tiêm
thêm bổ sung ba cái vụ chích ngừa Verocell này hình như đâu ngoài Bắc đã chết 2-3 người rồi đó, thuốc Trung Quốc. Mấy cái thuốc ngừa này á, chích đúng 2 mũi cũng không có bảo đảm là không bị lây nha bà con, vẫn bị nhiễm. Nhưng mà khi bệnh thì nó nhẹ hơn. Hồi sáng này mới nghe đài nói về cái Pfizer đó chích mũi 2 rồi đó, là 6 tháng sau là kháng thể nó cũng yếu đi, phải chích tiếp. Lấy ngay nít tỏ banh mà ban nè đi con của mồm nít án đâu ấy đấy mày mồm á bán ơi con.